Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại gian hàng Quarkos. Ở đây là giải pháp ngôi nhà thông minh của họ. Và bây giờ mình sẽ đi nói về thành phần của nó. Đây là thiết bị nền của nó, là bao gồm một cái tablet Quarkos được thiết kế đặc biệt lại. Thì đây được coi là cái control panel hay là cái bảng điều khiển của tất cả những cái giải pháp smart home của họ. Và thiết bị này được bán kèm với hai cái sensor, hai cái cảm biến ban đầu này với giá là $199. Và những gì nó làm được thì đây là một cái motion tracker hay là cảm biến chuyển động, và đây là một cái camera theo dõi chúng ta có thể tháo rời và quay nhiều góc được. Thì như các bạn thấy ở trên khắp cái gian hàng của họ, họ bố trí rất là nhiều sensor, thì chúng ta chỉ cần dán cái này vào đâu đó, và đây là có 500, nó có gắn và xoay lại được. Thì bây giờ mình sẽ, trước khi đi nói vào cái cách hoạt động của cái phần mềm để điều khiển này như thế nào, thì bây giờ mình xin đi qua hết các thành phần. Đây là một cái cảm biến rung, và nó có thể cảm biến được đầu tiên là chuyển động, và thứ hai là cảm biến được mở cửa ra. Thì ví dụ như bạn gắn cái này vào cửa của bạn, và khi cửa nó mở ra thì cái cảm biến này sẽ nhận được và báo tin cho cái tablet của bạn. Đây, cái này cũng vậy. Cái này là một cái đầu chuyển thông minh thôi. Còn bên này, bộ ba thiết bị này là ba cái cảm biến, gọi là cảm biến thời tiết. Thì đây là cảm biến được nhiệt độ, cảm biến được độ ẩm, hay là rất là nhiều thông tin về thời tiết khác. Thì cái này dùng để trong nhà. Cái này có đế, chân đế được, thì có thể được đánh ngoài trời. Và tất cả các thiết bị này đều chống nước. Cái này nó hơi đặc biệt một chút là chúng ta cắm cái này xuống đất, và nó sẽ đo được độ ẩm đất và nhiều thông tin khác. Ở bên này thì mình có thêm cái tracker, thì là thiết bị theo dõi. Ví dụ như là bạn có chó, mèo hay là bất cứ gì đó bạn có thể dễ mất, thì bạn gắn nó vào. Trong này có một khe SIM và có tích hợp chip GPS. Thì chỉ với một cái API của Google, chúng ta có thể lên thẳng cái phần mềm của Echo và gõ là ví dụ như là con chó của tôi ở đâu, thì nó sẽ thông báo vị trí của nó với cái Google Maps. Và đây là một cái bộ cảm biến khác cao cấp hơn. Chức năng của nó thì cũng đơn giản là một camera 5 megapixel và cảm biến chuyển động. Thì cái này nó có bộ nhớ trong riêng của nó, nên là nó có thể hoạt động độc lập. Đây là tất cả những sản phẩm của giải pháp thông minh, nhà thông minh của Echoes. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái giao diện của cái phần mềm này. Thì chạy trên nền tảng Android bình thường, nên là bạn vẫn có thể chạy tất cả những ứng dụng khác. Và đây là ứng dụng điều khiển nhà. Thì chúng ta có thể trượt qua trượt lại và xem được thông tin cũng như là hình ảnh của từng phòng trong nhà của mình mà mình thiết lập. Ở đây ví dụ như ta thấy là nó nhiệt độ và độ ẩm ở đây. Và chúng ta thấy là cửa đã được đóng, hay là ở đây thì chúng ta điều khiển được rất là nhiều cái đèn ở đây. Thì tại sao chúng ta lại có nhiều cái bộ cảm biến như vậy? Thì chính phần mềm này sẽ có một hệ thống gọi là tự động hóa khi mà chúng ta đi vào nhiều cái thành phần như vậy. Thì ví dụ như bây giờ mình chọn edit ở đây, thì mình sẽ thấy được ví dụ như khi mình vừa về nhà, tức là cái cảm biến cửa vừa được mở ra này, thì đèn sẽ tự động bật sáng. Hoặc là ví dụ như là nếu độ ẩm ngoài trời hay là nhiệt độ ngoài trời quá dưới 0 độ, thì mình sẽ phải dậy sớm một chút xíu, ví dụ như là để cạo tuyết ra khỏi xe của mình, hay là tất cả những cái chức năng như vậy. Và đây là cái tablet sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy của Echoes, và nó như các bạn biết thì chỉ có Bluetooth, dòng Bluetooth chỉ có kết nối lên tới 4 thiết bị thôi. Nhưng mà Bluetooth của công ty thì được tùy chỉnh, và nó có thể kết nối lên tới 30 thiết bị, và bạn phải cần mua cái bảng điều khiển này để sử dụng ở tất cả các thiết bị khác. Tuy vậy thì khi bạn có ví dụ như là điện thoại hay là tablet sử dụng iOS và Android, thì bạn có thể kết nối thẳng vào cái này và điều khiển cũng như là theo dõi tất cả cái chức năng mà mình đã giới thiệu. Về giá thì bộ bán ra ban đầu này có giá $199 là tablet và đi kèm bộ cảm ứng chuyển động và cái camera theo dõi này. Cái bộ theo dõi cửa này thì có giá $30. Cái này cũng vậy.
À, còn bộ cảm biến thời tiết thì nguyên một bộ được bán với giá $100. Bên này thì cái bộ tracker theo dõi này thì có giá $100. Và cái phức hợp cảm biến chuyển động và máy ảnh này cũng có giá $100. Xin cảm ơn các bạn.